Đeo nha, bốn cái hồ bị công trình bơm chết các bạn ơi, không còn nhỏ. Để em vô một con cá bành khổng lồ. Dạ. Con này bự chứ hả? Bự không? Ui thật thật, mười mấy ký được xăng ơi. Mày nói cái mai này đó hả? Dạ. Mày nói cái mai này đó hả? Kinh. Chết hết luôn rồi. Bảy con, còn con tìm nữa. Quá. Rồi hồi bốn cái đậu. Nè, quay vòng xem nè. Sáng giờ còn nữa. Là 5 con đó, sáng giờ chết 5 con rồi. Nè cái hồ, cái công trình nó đang đằng đó đó các bạn. Đó, thấy bờ đất không? Sáng hôm qua mình quay cái công trình nhiều rồi. Đó, bờ đất. Đi vòng qua kêu coi. Bây giờ nước đục vậy nè. Đây cá chết. 4 con, còn 6 chân hả? Còn hải sáng 9 kg hả? 9 kg. Đi vòng đó còn con nào không? 4 con, 5 con nữa là bà cho 7 con. Ông đi vòng bên kia đi qua đây chi hả? Thấy đâu. Cắt con giọt nè, xem. Nhá. Bánh giọt luôn chứ đâu. Quá, mấy con này quá bự rồi. Nghe bên đó mà muốn cứ cúi bánh mà con không thấy. Trời ơi, này chết nổi phiêu bự lắm. Cái nhìn là thấy liền ha. Mà nãy bánh nhìn không thấy. Ừ, nãy mình nhìn. Hai cá này chắc hai cá bự đúng không sao? Hai cá bự, bốn con cá bự, ba. Ừ. Hai cá nhỏ sao nè? Ừ. Mình hai con nữa đó. Con. Bảy con, sáu con gì? Con trai ba con hả? Ừ. Còn hai là còn hai con bự nữa hả? Sáng giờ còn bự rồi. Một con là còn ba con bự nữa đó. Còn hai con bự nữa đó. Năm con nữa, còn hai con nữa hả? Rồi đem về ủ không? Hay bỏ luôn? Bỏ đi xình ủ gì? Đấy, xình. Ông tiết rồi nha quý. Ông lên làm gì? Là ông giác giáo thủ. Ủ để uổng đó. Thiệt, xình xình ủ được chứ anh ơi. Gánh không à. Quay cái càng trứng. Má. Xin ương rồi. Đâu đó đâu rồi, gan ở đâu rồi. Ui là, ôi, con này tệ cũng mười mấy ký rồi, bự lắm, ký lô. Quá bự rồi. Dòm đi. Gót qua đây mới có hai quân nửa xíu. Ui. Đi vô hết rồi. Ai biết đâu. Okay.